Mùa Trung Thu đang tới gần, mọi người đều tất bật chuẩn bị để đón một mùa đoàn viên ấm cúng, sung túc. Trong đó, không thể không nhắc đến sự có mặt của những chiếc bánh Trung Thu. Hiện nay, với nhu cầu thay đổi và tăng cao, bánh Trung Thu đã xuất hiện với muôn hình muôn vẻ, với nhiều mẫu mã sáng tạo ra nhiều loại bánh khác nhau để phù hợp với nhịp sống hiện đại. Thế nhưng dù sao, trên mâm cỗ đêm rằm vẫn không thể thiếu sự xuất hiện của những chiếc bánh nướng, bánh dẻo truyền thống. Là một thương hiệu quen thuộc, bánh Trung Thu Bảo Ngọc luôn nặng lòng với những nét hoài cổ. Suốt từ năm 1986 cho đến nay, Bảo Ngọc không ngừng nỗ lực giữ gìn và phát triển hương vị truyền thống của dân tộc, mang đến cho khách hàng những hương vị đặc trưng, có sự kết hợp của các nguyên liệu truyền thống từ cổ xưa, được đảm bảo tiêu chuẩn cả đầu vào lẫn đầu ra. Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thực khách, Bảo Ngọc cũng không ngại làm mới mình để phù hợp với xu hướng được thể hiện ở những sản phẩm hiện đại hơn, đa dạng mẫu mã và cực kỳ bắt mắt, nhưng không vì thế mà xem nhẹ cái truyền thống vốn có, cái cốt cách, cái tâm tình của người Hà Nội, của sự hoài cổ vẫn luôn hiện diện trong từng sản phẩm của Bảo Ngọc. Sản xuất trên dây chuyền đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tất cả đã tạo nên một sản phẩm bánh Trung Thu tươi ngon, có vị đặc trưng truyền thống của người Hà Nội. Gia đình mình thì ba thế hệ đều chung sống với nhau. Lên Trung Thu mình luôn mua bánh Trung Thu, có những loại nhân đa dạng khác nhau để phục vụ nhu cầu của các thành viên trong gia đình mình. Đặc biệt là không thể thiếu được sự xuất hiện của bánh Trung Thu nhân thập cẩm truyền thống, bởi vì nó đã ăn sâu vào trong tiềm thức của những thành viên trong gia đình mình. Với sức sống hơn 3 thập kỷ qua, dù có sự xuất hiện của nhiều thương hiệu bánh Trung Thu, nhiều kiểu bánh khác nhau, đa dạng về mẫu mã và sản phẩm, tuy nhiên, bánh Trung Thu Bảo Ngọc vẫn là sự lựa chọn tin cậy, có chỗ đứng vững chắc trên thị trường hiện nay.